Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. G là trọng tâm của tam giác ABC. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ba vectơ GA, GB và GC. GA chúng ta lấy tọa độ A trừ tọa độ G. Như vậy chúng ta sẽ lấy 1 trừ 3 là trừ 2. 3 trừ C. 7 trừ 3 là 4. Tiếp tục vectơ GB. Lấy tọa độ B trừ tọa độ G. 2 trừ 3 là trừ 1. 5 trừ C. Và cuối cùng trừ 2 trừ 3 là trừ 5. Tiếp tục A trừ cho 3 là số này. 1 trừ C. Và B trừ cho 3. Chúng ta biết nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì vectơ GA cộng vectơ GB cộng vectơ GC sẽ bằng vectơ 0. Như vậy chúng ta nhìn vào đây nha, mình cộng hết tất cả các cục này lại cho nó bằng 0, rồi cộng hết tất cả cục này lại bằng 0, rồi cộng hết tất cả cục này lại bằng 0, thì chúng ta sẽ có 3 phương trình. Thì chúng ta có trừ 2 nè, cộng trừ 1, cộng cho A trừ cho 3 bằng 0. Như vậy 5 lộn 3 trừ cho C cộng cho 5 trừ cho C cộng cho 1 trừ cho C bằng 0. Tiếp tục 4 trừ cho 5 cộng cho B trừ cho 3 bằng 0. Như vậy chúng ta giải ra ABC trừ 2, trừ 1, trừ 3 là trừ 6, để bên kia là ra số 6. Còn trừ C, trừ C, trừ C nữa là trừ 3C. 3 cộng 5 cộng 1 ra số 9, để sang bên kia là trừ 9. Chia hai vế cho trừ 3, chúng ta có C bằng 3. B thì chúng ta có 4, trừ 5, trừ 3. Chúng ta ra trừ 4, để sang bên kia ra cộng 4. Như vậy chúng ta có câu đầu tiên A cộng B cộng C nha. 6 cộng 3 cộng 4. Chúng ta ra 12, nhưng mà câu B ra trừ 2, như vậy này sai nha. Tiếp tục, M là trung điểm của đoạn BC. Bây giờ BC trừ C, chúng ta tính ra được A là số 6 nè. Còn B là số 4. Như vậy chúng ta lấy 6 cộng cho 2 chia cho 2. Thì chúng ta ra là số 4 nè. 1 cộng 5 ra 6 chia 2 là 3. 4 trừ 2 chia 2. Chúng ta ra 1. Như vậy 4, 3, 1 là câu này đúng nha. Nếu C, vector CM bằng X vector CA cộng Y vector CM. Thì đối với cục này, chúng ta sẽ đi tìm vector CM trước. Sau đó chúng ta đi tìm vector CA và vector CA luôn. Như vậy, tọa độ M chúng ta đã có là 4, 3, 1. Vector C là 6, 1, 4. Như vậy, mình ghi đây luôn đi cho dễ nhìn. Chúng ta sẽ lấy tọa độ M trừ tọa độ C. Chúng ta có 4 trừ cho 6 là trừ 2. 3 trừ 1 ra 2. 1 trừ 4 ra trừ 3. Như vậy chúng ta có trừ 2, 2 trừ 3. Tiếp tục vector CA. Chúng ta lấy tọa độ A trừ tọa độ C. Như vậy 1 trừ cho 6 là trừ 5. Và chúng ta có 3 trừ cho 1 là ra số 2.
7 trừ cho 4 ra số 3. Như vậy chúng ta có trừ 5, 2, 3. Tuy nhiên, họ lập công thức như thế này. Bây giờ mình phải đi tìm giá trị của x và y. Như vậy, chúng ta sẽ có như thế này. X nhân vector CA thì chúng ta sẽ có là trừ 5x nè, 2x, 3x, y CM chúng ta sẽ có là trừ 2y cộng 2y và trừ 3y. Như vậy, chúng ta chỉ cần lấy hai phương trình thôi nha. Thì chúng ta sẽ có là trừ 5x trừ 2y. Sẽ bằng trừ 2 và 2x cộng 2y. Sẽ bằng số 2. Chúng ta bấm máy tính hệ phương trình này. Chúng ta ra x bằng 0 và y bằng 1. Như vậy, qua tính toán của chúng ta, chỉ cần bỏ cái con CA thôi, cho y bằng 1, như vậy nó bằng rồi. Như vậy, x bằng 0, y bằng 1. Như vậy, số 3 là sai. Câu D. Với D tọa độ như thế này, thì ABCD là hình bình hành. Đầu tiên chúng ta đã có 3 tọa độ là ABC. Bây giờ mình phải vẽ hình ra cho mọi người dễ hình dung nha. Hình bình hành á, khi chúng ta học lớp 9 rồi, hình bình hành chỉ cần là hai cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau thì chúng ta sẽ có hình bình hành. Thì bây giờ mình chọn một cặp cạnh này thôi nha, AB với lại CD thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm vector AB trước và đi tìm độ dài vector AB luôn. Thì chúng ta biết AB á, chính là cái ở đây. Chúng ta sẽ lấy tọa độ B trừ tọa độ A. Như vậy chúng ta sẽ lấy 2 trừ 1 ra 1. 5 trừ 3 ra 2. Trừ 2 trừ 7 ra trừ 9. Thì chúng ta tính độ lớn của vector AB. Thì chúng ta sẽ có căn bậc 2 của 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng trừ 9 tất cả bình phương. Thì chúng ta bấm máy tính cục này ra. Nó ra căn 86. Bây giờ giả sử nha. Bây giờ mình thế cái vector thế cái điểm D vào đây luôn. Rồi mình so sánh coi giữa cái vector AB và độ dài của vector AB này nó có trùng khớp với nhau không? Thì chúng ta sẽ tính. Bây giờ chúng ta có D nằm ở đây. C á, chúng ta vừa mới tính xong. Thì đó chính là 6, 1, 4. Như vậy, chúng ta sẽ đi tìm vector DC theo hướng của vector AB nha. Như vậy, chúng ta sẽ lấy tọa độ C trừ tọa độ D. Chúng ta có 6 trừ cho 5 ra số 1. 1 trừ cho 1 ra số 2. Số 4. Trừ cho 13, chúng ta ra trừ 9. Thì chúng ta thấy rõ, nó ra vector 1, 2, trừ 9 và độ lớn cũng là căn 86. Điều này chứng tỏ là hai cái đường này nè có độ dài bằng nhau và song song với nhau, tại vì hai vector đều tính ra bằng nhau luôn. Như vậy,
D trong trường hợp này chính là một điểm của hình bình hành ABCD. Và đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.